Chiều tối ngày 22 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông tin tới báo chí về nguy cơ khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ sắp có một đợt mưa rất lớn, kéo dài đến ngày 25 tháng 9, với nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở. Cảnh báo đêm nay và trong các ngày 23 và 24 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to trên 150mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở ngập lụt. Trong vài ngày tới, miền Bắc sẽ có một đợt không khí lạnh nhẹ, song các chuyên gia cho biết đợt không khí lạnh này chỉ ảnh hưởng nhẹ và không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra mưa lớn. Vâng, năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nên không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường. Theo dự báo hiện tại thì sẽ có đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến nước ta, kết hợp với giải tụ nhiệt đới cùng với hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, có thể gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh. Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn duy trì trong nhiều ngày tới.